chào mừng tất cả các bạn quay lại với chuỗi ôn tập ngữ pháp hôm nay chúng ta học về cái cấu trúc would like would like mà tại đó đó chúng ta sẽ phân biệt với động từ like hay là động từ want tại vì đó đôi khi thêm cái chữ would hay là thêm cái phẩy đờ đó các bạn thì chúng ta nhầm lẫn với lại like hoặc là want ngay cho nên hôm nay chúng ta sẽ học cách phân biệt ha và đồng thời chúng ta học thêm cái cấu trúc là would like to have cộng với động từ ở V3 cấu trúc này lạ nè các bạn thì bây giờ chúng ta bắt đầu các bạn nhé đầu tiên là would like would like đó các bạn là cái cấu trúc đề nghị hoặc là yêu cầu. Cấu trúc đề nghị hoặc yêu cầu nha. Lát nữa đó chúng ta sẽ thấy được là cái động từ like hay là động từ want nó có nghĩa thế nào nhưng mà riêng về đây đó là cái cấu trúc đề nghị hoặc yêu cầu. Would you like a biscuit? Biscuit. Biscuit with your coffee? Nha. Bạn có muốn một chiếc bánh quy, bạn có muốn một cái bánh quy đi kèm với cà phê của bạn không? Thì đây là một câu đề nghị mà thường đó các bạn là đề nghị trong ăn uống, muốn cái gì đó, có nghĩa là would like là muốn cái gì đó là want something là muốn thứ gì đó nha, nhưng mà đề nghị một cách lịch sự hoặc là yêu cầu một cách lịch sự chứ không có thể nói là I want this, I want that tại vì cái đó là dùng cho những người ngang hàng hoặc là bạn bè hoặc là những người nhỏ hơn. Yeah. hay là trẻ con nó hay dùng cái đó các bạn còn người lớn đó mỗi khi đưa ra một cấu trúc đề nghị hoặc là một cái yêu cầu yêu cầu là trong lúc mình gọi món ăn đó các bạn là mình yêu cầu yeah. còn cái lúc mình đề nghị là mình hỏi người ta có muốn dùng cái này không người ta muốn dùng cái kia không thì mình dùng cấu trúc would like yeah. something hoặc là to do something thì đây là would like a biscuit là would like something này các bạn bạn có muốn ăn một cái bánh quy với uh, cà phê của bạn không thì người ta gọi món cà phê rồi thì mình hỏi người ta có muốn dùng một cái bánh quy dùng dùng hai cái từ dùng đó bạn dùng bữa với chúng tôi nhé thì dùng bữa là ví dụ như have dinner chẳng hạn thì thay vì là ăn cái gì đó thì người ta dùng cái từ đó thì ở trong trường hợp này would you like là một cấu trúc đề nghị một cái món ăn gì đó các bạn ha would you like a biscuit with your coffee can you order for John bạn có thể gọi món cho John được không? Có nghĩa là mình nhờ một người nào đó, một người bạn. Ở đây là can you order for John? Thì lúc này là mình quay qua hỏi một người bạn. Người bạn có thể gọi món cho John được không? He'd like the chicken pizza. He'd like. He phải đờ là đọc là he. Rồi đưa lưỡi về chữ đờ đọc. He mà không rơi chữ đờ xuống nha. He'd like. He'd like the chicken pizza. 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 Là pizza đó các bạn. Mình đọc tiếng Việt là pizza. Nhưng tiếng Anh mình đọc là pizza. Sờ sờ sờ. Âm sờ nha. Pizza. P có âm T. E, P, P. P dừng hơi là chỗ chữ T. Nói chữ sờ. Pizza. Pizza. nó Anh ấy muốn một cái. Muốn một cái bánh pizza chicken. Ha. Thì như vậy đó. Anh ấy muốn. Thì mình dùng cái cấu trúc he would like. Viết tắt là phải the. He'd like. Ha thì như vậy cái này là câu mình hỏi người bạn bạn có thể order for john được không bạn có thể order cho hằng john được không anh ta muốn thì thay vì nói he wants thì dùng cái he'd like à, để nói lên một ý muốn một cách lịch sự rồi would you like to listen to it one more time bạn có muốn nghe lại nó một lần nữa không là đây là cấu trúc đề nghị các bạn cấu trúc đề nghị còn cái này he like là cái này là đưa ra một cái yêu cầu ha, đưa yêu cầu có nghĩa là mình muốn cái gì đó là mình đưa ra cái yêu cầu còn cái câu hỏi would you like là câu hỏi đề nghị ha cũng như ở trên would you like something còn cái này would you like to do something nhớ cấu trúc nha các bạn các bạn đừng có hỏi tôi là would you like cộng với động từ thêm in được không đừng có hỏi như thế tại vì nó không có có nếu có, có là tôi liệt kê ra đây rồi cho nên ở đây would you like to do something, would you like to listen to it one more time? ví dụ như là uh, trong một cái lớp học có nhiều người lớn tuổi hay là những cái người uh, những cái vị khách mời uh, đến cái lớp tôi để uh, dự giờ thì th thông thường đối với học trò bên dưới đó các bạn thì đôi khi mình hỏi là do you want được rồi nhưng mà đối với cái lớp học mà có nhiều khách mời hay là có nhiều người mà ở có những vị trí nó quan trọng thì lúc này tôi hỏi là would you like would you like to listen to it one more time là quý vị có muốn nghe lại một lần nữa không thì cái would you like to do something cũng hỏi là có muốn làm cái gì đó không thì có muốn làm gì đó không nhưng mà hỏi một cách lịch sự cho nên người ta dùng là would like would like something hay là would like to do something nếu bạn dùng động từ. I'd like to get a return ticket to Japan. Tôi muốn tôi muốn get là muốn mua. Tôi muốn mua một cái vé khứ hồi đến uh, Nhật. Tôi muốn mua một cái vé khứ hồi thì lúc này là các bạn đưa ra cấu trúc đề nghị một cách lịch sự ha mà đặc biệt là lúc mình mua hàng hay là gọi món ăn được không? Rồi would like nó khác với want, nó khác với like như thế nào? Hồi nãy tôi cũng có nói sơ sơ ha. I would like orange juice. Đây là cấu trúc đề nghị, đúng không? Cái hay là cấu trúc đưa ra cái yêu cầu, cái request một cách lịch sự. Thì ở đây đó là tôi muốn uống nước cam, nước ép cam đó các bạn, tôi muốn uống nước ép cam. Ha, thì ở đây là I want orange juice đây là một cách nói thẳng thường là tôi muốn uống ở trên đây cũng muốn uống nhưng mà đây là người lớn nói chuyện với một người lớn khác hay là lúc mà mình vào quán mình gọi món thì mình nói là I would like orange juice I'd like I'd I'd like orange juice à, là tôi muốn uống nước cam ở đây I want orange juice ở đây ai nói cái này trẻ con nó hay nói cái này, tại vì trẻ con đó các bạn nó muốn thì nó lại nói I want, nha, yeah. thì thường thường nó nói chuyện với bố mẹ nó này kia đó, thì nó dùng đúng cái từ đó cũng không ai bắt bẻ nó, nếu nó nói chuyện với lại anh em hay là cha mẹ trong nhà, nhưng mà để nó nói chuyện với một người lớn ở bên ngoài đó thì lập tức cha mẹ nó lập tức phải sửa lại nói là con phải nói với bác là I would like chứ, tại sao nói là I want được? đúng không thì các bạn thấy trẻ con đó nó nói chuyện với bố mẹ nó hay là anh chị em trong nhà nó thường dùng i want nhiều hơn tại vì trẻ con mà trẻ con nó cứ nói thẳng thừng ra như thế để thể hiện đúng cái ý là được à, trừ khi mình muốn nói với nó nói chuyện với những người lớn khác bên ngoài thì con phải nói lịch sự đổi thành i would like oranges ừ, thì cái hai cái cấu trúc want và would like nó như nhau nhưng mà để thể hiện cái yêu cầu hay cái request của các bạn một cách lịch sự Thì dùng with like Còn động từ like Động từ like Hôm hôm rày đó Mình nhập nhằng giữa động từ like Và giới từ like Đúng không? Hôm nọ mình nói về giới từ like rồi Giới từ like có nghĩa là giống như là Giống như là cái gì đó Còn động từ like là thích Thích nha Thích chứ không phải là muốn nha I like oranges Tôi thích Tôi thích nước cam có nghĩa là đang nói chuyện về sở thích. Thì một người nói là tôi thích nước táo. Còn người kia nói là tôi thích nước cam. Và không có ý nói muốn uống ở trong đó. Đang nói sở thích mà thôi. Đang nói cái họ thích là gì mà thôi. Như vậy thì động từ like đơn thuần là thích. À, còn động từ want đơn thuần là muốn. Còn would like là thể hiện ý muốn một cách lịch sự. Các bạn có phân biệt chỗ này chưa? Ví dụ thêm nha. Would like to do something là không có doing nha. Đừng có hỏi là thay vào bằng doing được không. Tại cấu trúc là to do something. Động từ want cũng là want to do something. À, là muốn làm cái gì đó. Hai cái này như nhau ở trên lịch sử hơn. Còn cái động từ like to do something. ha à, thì đó nó có thể dùng là like doing something. Thay vì dùng to do thì nó có thể dùng doing được cho nên đó là lý do vì sao mà các bạn thấy ở trên đây nó like các bạn cứ hỏi là dùng doing được không không nha ở dưới thì mới dùng được thì ở đây đó các bạn người ta phân biệt là uh, doing khác với lại to do thế nào thì uh, tôi thấy nhiều thầy cô vẫn cố gắng hướng dẫn là doing là nói về cái uh, sở thích uh, chung chung còn to do là nói về cái ý muốn hiện thời nhưng mà thật sự đó các bạn trong cái văn nói thường ngày Uh, hiện nay ở Mỹ đó thì hai cái này được dùng interchangeably là hai cái dùng uh, thay thế cho nhau được người ta gần như không còn phân biệt nữa nhưng mà nếu các bạn muốn phân biệt thì cái này á, uh, là diễn tả cái sở thích chung chung like doing something còn like to do something là thể hiện cái ý thích hiện thời nha các bạn nha uh, ý thích hiện thời đó, nhưng mà thông thường là giống như nhau cả ha các bạn phân biệt được chưa tiếp tục ha would you like khác với lại do you like thế nào? phân biệt thêm một chút nữa mặc dù cái màn hình lúc nãy mình phân biệt rồi. Do you like rice? Bạn có thích uh, cơm không? là đang nói chuyện sở thích chung chung ha. Yeah. Một người thì nói tôi thích cơm, một người thì nói tôi thích bánh mì, người thì nói tôi thích cái này cái kia. Nhưng mà đã ăn uh, mọi người đã ăn tối rồi ăn tối rồi và đang uh, trà dư tủ hậu có nghĩa là sau khi ăn tối thì ngồi nói chuyện với nhau về các món ăn. Một người hỏi "Do you like grace?" Ví dụ như một người một người Việt Nam hỏi một người uh, phương Tây uh, hỏi coi họ có thích cơm không thì lúc này nè hỏi bạn có thích cơm không chứ không ai nói là bạn có uh, muốn ăn cơm ngay bây giờ hay không đó các bạn ha thì dĩ nhiên là người phương tây lập tức trả lời là tôi chỉ thích ăn bánh mì thôi nhưng mà không ai muốn nói ăn cái gì tại thời điểm đó cả thích thôi nha yeah. rồi would you like rice là bạn có muốn ăn cơm không would you like rice là người ta có nhiều món và thường thường mà khi mình mời một người bạn uh thường thường đến nhà một người bạn Mỹ đó các bạn thì thông thường người ta có nhiều món là cái người phụ nữ trong nhà cầm cái đĩa cơm đến từng đĩa của từng người đó ví dụ như thế ha nếu người ta lịch sự nha người ta cầm cái đĩa đến người ta hỏi mình là would you like rice bạn có muốn một ít cơm không bạn có muốn ăn cơm không thì muốn á bạn yes thì người ta sẽ múc cái cơm bỏ vô bát bỏ vô đĩa cho mình đó các bạn thì như vậy đó là cái này hỏi có muốn dùng cơm không À có muốn dùng cơm không là trong lúc người ta đang cầm cái dĩa rice ở trên tay. Nha các bạn ha. Đó hoặc là vô cái quán người ta đề nghị bạn là bạn có muốn uh, dùng cơm không? Bạn có muốn ăn rice không? Rice có nghĩa là cơm đó nha, chứ không phải cơm là bữa ăn của mình đâu nha. Đó. Do you like dancing? Bạn có thích uh, nhảy không? Bạn có thích khiêu vũ không? Thì cái này là đang hỏi sở thích bạn like swimming không? Bạn có thích đi bơi không? hay là bạn có thích chơi uh, playing tennis không chơi tennis không hay là bạn thích um, playing golf không là chơi golf không đó thì lúc này mình hỏi cái sở thích của nhau do you like dancing bạn có thích dancing không yeah. nhưng mà ở dưới này là would you like to dance bạn có muốn nhảy với tôi không would you like to dance đó là một câu đề nghị Would you like là câu đề nghị hoặc là câu yêu cầu đề nghị hoặc yêu cầu có nghĩa là hỏi người ta có muốn gì đó không còn cái này là hỏi người ta có thích không thích không thì không có nghĩa là hiện thời có cái buổi dạ tiệc khiêu vũ gì đâu nha chẳng qua là hỏi sở thích thôi đây là Do you like dancing à, rồi các bạn phân biệt giữa Would you like và Do you like chưa rồi à, à, tiếp theo đã muốn nhưng không làm được có nghĩa là would like to cộng với have cộng v ba have cộng v ba là cấu trúc của thì gì các bạn thì hiện tại hoàn thành have cộng với động từ past participle có nghĩa là à, quá khứ phân từ quá khứ phân từ là động từ ở cột thứ ba cho nên đó, trong tiếng việt mình nói chuyện với nhau mình nói v 3 cho nó dễ hiểu mặc dù người nước ngoài nghe đó người ta nói trời nói v một v hai v ba là sai gì đó chuyện đó là ngôn ngữ của các bạn các bạn muốn xài gì các bạn xài còn này tôi đang giảng trong tiếng việt cho nên tôi dùng v 3 cái mà mọi người đều hiểu cả ha cho nên nó dễ cho nên nếu tôi để đây là pp là participle đó à, past participle thì nhiều khi đó người việt mình không hiểu cho nên dùng v 3 đây ha thì have cộng V3 đó Nó là cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành Would you like to cộng have V3 Là cộng với thì hiện tại hoàn thành Để nói là đã muốn cái gì đó ở trong quá khứ Nhưng mà không làm được hmm. Ví dụ I'd like to have gone out with you Là lúc đó tôi muốn nha Tôi muốn uh, đi ra ngoài chơi với bạn lắm Lúc đó tôi muốn đi ra ngoài chơi với bạn lắm Nói với một người bạn nào đó hay nói với lại một người uh, bạn gái Uh, I'd like to have gone out with you này là đang diễn tả cái quá khứ nha. But I had to do my homework. Nhưng mà tôi phải làm bài tập về nhà. Là tôi đang giải thích cho chuyện tối hôm qua uh, bạn tôi gục, rủ tôi đi chơi nhưng mà tôi phải làm bài tập về nhà. Cho nên là I'd like to have gone out with you. I'd like to have gone out with you. But I had to do my homework. Các bạn thấy không? Dùng would like, dùng would like nhưng mà sau cái to này nè thay vì là to do something là dùng lại to have cộng với động từ ở cột thứ ba là quá khứ phân từ là ở đây là hiện tại hoàn thành phía sau này một cụm này để diễn tả đã muốn cái gì đó trong quá khứ nhưng mà không làm được mà không làm được nha như vậy thì cấu trúc bên trên á nó tương đương với lại cấu trúc bên dưới là i wanted to go out with you but i couldn't but i couldn't I wanted to go out with you but I couldn't. Đó ha, nó giống như nhau nhưng mà bên trên dùng would like, I'd like. I'd like to have gone out with you là dùng cái trên đó để nói một cách lịch sự giống như một đây là một người bạn mới đó mà hẹn với mình muốn mình đi chơi với họ nhưng mà mình bị nhở thì lúc này mình dùng I'd like. Còn đối với một người bạn thông thường thân thiết rồi thì mình dùng I wanted to go out with you. But I had to do my homework. Thì cái vế sau này bạn có thể dùng cho câu dưới cũng được. Nha. Yeah. Rồi. Cuối cùng các bạn, cuối cùng, I'd like to, hay là I'd love to, hay là thêm một cái nữa là I like that. À, thì lúc này là I like that là dùng động từ like luôn nha. Còn này là would like nha, này là would love. Nha. Yeah. Thì uh, người A nói là Would you like to come over? come over là đến nơi của tôi. Đến nơi của tôi. Would you like to come over? Là đang mời đến nhà đó các bạn. Would you like to come over to have dinner with us? To have dinner with us. Là bạn có muốn đến nhà dùng cơm tối với chúng tôi không? Muốn đến nhà ăn cơm tối hay là dùng cơm tối với chúng tôi không? Cái câu trả lời đó, cái câu trả lời dĩ nhiên bạn có thể nói yes hoặc là không. Và bạn nói là I'd like to, I'd I'd, I'd, I'd like to. Nhớ là có phải đờ nha không phải đờ là không đúng nha và dừng lại ở chỗ đây. I'd like to. I'd like to. đây là dạng nói tắt nhưng mà đó nói tắt rất chính quy là nói tắt rất đúng văn phòng bản xứ văn nói bản xứ. I'd like to và dừng lại chỗ đó luôn chấm ngay tại đây luôn thì nói thẳng ra là I'd like to come. Đúng không? Nhưng mà người ta không muốn lặp lại cái vế này nữa, người ta nói tắt như vậy thôi. Yes, yes, I'd like to. I'd like to. Ha. Rồi, cái ví dụ tiếp theo, could you stay the night? Could you stay the night? Có nghĩa là sau khi ăn tối xong rồi, cái bắt đầu một người bạn này nỉ, could you stay the night? Bạn có ở lại qua đêm được không? Bạn có ở lại qua đêm được không? Stay the night là ở lại qua đêm nha. Yeah. Rồi. Yes, I'd love to. Thì các bạn I'd like to hoặc là I'd, I'd love to. Nó giống nghĩa với nhau nhưng mà love đó, nó nghĩa nó mạnh hơn. Nghĩa nó thể hiện cái sở thích mạnh hơn. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày đó người ta dùng I'd love to. Chứ không có dùng là I'd like to. Ha, I'd love to, I'd love to. Yeah, tôi có kể các bạn nghe có một lần... Uh, mà tôi uh, nói chuyện với một người bạn, một người bạn thông thường thôi các bạn ở cái thời rất xa xưa thời học phổ thông đó, người bạn ấy nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh xong rồi cái uh, uh, bạn ấy uh, đề nghị cái gì đó tôi quên mất rồi nhưng mà đó cái câu tôi trả lời đó là uh, yes I love you I love you nhưng mà bạn ấy nghe nhầm là I love you I love you. Tôi nói là I love you. Em là tôi rất muốn, tôi dùng cái này đó các bạn tôi rất muốn. Nhưng mà bạn ấy nghe là tưởng đâu là I love you. Thế là từ đó đó các bạn, bạn ấy đổi thái độ luôn đổi thái độ luôn rồi bạn ấy kể với lại các bạn gái của bạn ấy rồi xong cái bắt đầu mọi người á, à, ghép đôi tôi với lại cô ấy à, ngượng ngùng đồ này kia nhưng mà sau này tôi mới nhớ là à tại sao lại như vậy cái mọi người từ dạo dạo đấy đó là mọi người nói tôi với lại cô ấy là một đôi thì thì đó các bạn đó có nghĩa là rất là dễ hiểu lầm ha mình nói cái này người bản xứ nghe là hiểu liền nhưng mà mình nói với một người khác mà người ta yếu tiếng anh á, thì người ta hiểu nhầm lại lớp nhiều nó nghe không không rõ là chết ha dĩ nhiên mình nói tiếng anh mình nói chuyện với người bản xứ và không ai nhầm cả các bạn người philippines hay là người singapore hay là người uh, hong kong hay là gì đó các bạn đều có thể hiểu cái này hết trừ người việt chúng ta mà chưa học cái này thì coi như bị hiểu lầm ha nhưng mà i like you hay là i love you nghĩa giống nhau và trong trường hợp này đó các bạn thêm một cái cách nói nữa so we can talk until dawn So we can talk until dawn. Có nghĩa là cái người A này vẫn tiếp tục. Bạn có thể ở lại qua đêm không? Người này nói là Yes, I love chiều là đồng ý rồi. Người người A lại tiếp tục uh, như thế. Chúng ta có thể nói chuyện cho đến sáng luôn là hai người lâu ngày không gặp nhau. Như bạn có thể ở lại qua đêm thì chúng ta có thể nói chuyện đến sáng luôn. Cái người B trả lời là I like that, I like that. Ôi tôi thích điều đó thì cái tôi thích điều đó này nữa các bạn nó lại hợp trong cái hoàn cảnh này cho nên nó tương đương với I'd like to hay là I love to còn cái này là tôi muốn nha muốn nha nhưng mà tôi thích thì nó cũng giống như thế cho nên lúc này dùng I like that là ok hoàn toàn ok ha thì may mắn trong trường hợp này dùng I like that nó lại giống như là tôi rất muốn ha à, tôi này là tôi muốn cái này là tôi rất muốn còn cái này là tôi thích điều đó nha các bạn ha. Rồi, bài của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi nha. Hy vọng các bạn thích bài học này. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nha.